Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông chưa bao giờ là thôi ám ảnh các bậc làm cha làm mẹ. Bởi ngoài những thương tích mà va chạm ngã xe gây ra thì một chấn thương rất nặng nề chính là chấn thương sọ não. Không phải chỉ ở người lớn mà trẻ nhỏ cũng trở thành nạn nhân của loại chấn thương này. Và đôi khi lại xuất phát từ sự chủ quan của chính những người lớn. Nhập viện trong tình trạng nôn ra máu, mê man vô thức, xuất huyết máu tụ màng cứng và được các bác sĩ xác định chấn thương sọ não. Đó là hậu quả mà bé gái 4 tuổi này phải gánh chịu khi được cha chở qua nhà người thân. Vì bé ngồi sau, bé không đội nón bảo hiểm. Tại vì bé quá đội nón bảo hiểm thì nó nặng nên nó không chịu. Té xong thì bên này chỉ gãy mũi xương thôi, còn bé thì bị bất tỉnh. Bé bất tỉnh là vì úp mặt xuống đường. Lúc mới té thì bé chỉ khóc lên ít một khóc thì khóc lên cái là ẩm lên là nín liền thì thế thôi. Rồi 2 tuần sau nó mới bị chứng bụng lên là nó ăn không tiêu, rồi xong nó bị triệu chứng là co giật nữa, rồi mấy hơi nó không có thở được. Bé gái 7 tháng tuổi vừa phẫu thuật bị chấn thương sọ não do lượng máu bầm quá lớn vì té võng. Điều đáng nói là mãi đến nửa tháng sau tai nạn bé mới được phát hiện bệnh. Hiện chỉ tính riêng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh có đến 40 trẻ đang điều trị nội trú vì chấn thương sọ não. Có những ngày phải phẫu thuật đến 5 ca chấn thương sọ não, chủ yếu là tai nạn sinh hoạt, tiếp đến là tai nạn giao thông. Những trường hợp nhẹ thì có thể là bệnh nhân đau đầu kéo dài, có rối loạn hành vi, rối loạn về tâm thần, co giật. Và những trường hợp nặng hơn nữa thì có thể gây ra khiếm khuyết về thần kinh, thí dụ như là giảm thị lực và cơ động mắt bất thường một bên hoặc hai bên, hoặc là khiếm khuyết về tay chân, cử động yếu dần đi hoặc là không cử động được về tay chân, hoặc là yếu nửa người. Và những số trường hợp trầm trọng hơn nữa là nó tổn thương nguồn ngôn ngữ, có thể là bệnh nhân nghe nhưng mà không hiểu, hoặc là hiểu nhưng mà không nói được. Và một số trường hợp di chứng rất là nặng nề là đời sống thực vật, là đứa bé hoàn toàn không tự chăm sóc được và gia đình ba mẹ phải chăm sóc suốt đời cho đứa bé, và cái đó rất là nặng nề và nặng hơn nữa có thể là tử vong. Chấn thương sọ não xảy ra nhiều nhất ở trẻ từ 3 đến 5 tuổi, độ tuổi rất hiếu động. Lời khuyên của bác sĩ là khi xảy ra té ngã, nghi chấn thương vùng đầu, cần đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.